được sự hướng dẫn của người dân địa phương, nhóm thực hiện chương trình đã đến được nhà ông Lê Văn Tưởng ở ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa. Trong thư gửi về chương trình, chúng tôi cảm nhận rõ tình thương cùng với nỗi lo lắng của ông dành cho đứa cháu ngoại của mình. Cậu bé Lê Văn Nhóc, khi tuổi của ông ngày càng cao, sức khỏe cũng đã yếu đi nhiều. Năm nay, Nhóc đã học lớp 10, nhưng với ông, Nhóc vẫn như cậu bé nhỏ ngày nào ông hay chở đến trường. Cha bỏ đi từ khi còn trong bụng mẹ, mới hơn một tuổi mẹ lấy chồng khác. Có lẽ vì vậy mà ông muốn dành tình thương của mình để bù đắp cho những thiếu thốn thiệt thòi về tình cảm mà cháu đã không may mắn có được. Sự nghiệt ngã của số phận dành cho Nhóc chưa dừng lại ở đó. Khi lớn lên, bước chân em khập khiễng, không chạy nhảy vui đùa được như những bạn bè khác. Ông Lê Văn Tưởng nhận thêm tin dữ, Nhóc bị ung thư xương. Ông nhớ lại khoảng thời gian ông bà ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Mục đích là tìm mọi cách chạy chữa cho cháu. Ruộng đất có được, ông bà đem cầm cố để có tiền trị bệnh cho đứa cháu ngoại tội nghiệp. Nhưng rồi bao nhiêu thuốc thang cũng không thể giúp ông bà giữ lại cho cháu mình một đôi chân lành lặn. Sau cuộc phẫu thuật của Nhóc vài tháng thì bà cũng ra đi, chỉ còn lại ông lo cho Nhóc. Khi mà bà ngoại nó còn sống thì nó đúng là nó quấn quýt bà ngoại nó nhiều hơn. Vì tôi thì nó ngủ suốt với bà ngoại nó, khi mà bà ngoại nó mất là nó mới bắt đầu nó ngủ riêng. Bây giờ nó không bao giờ nó đi rời ông ngoại nữa. Đi chơi xuống mẹ nó chơi một bữa vậy, cái nó về nó thôi cỡ nào cỡ cũng về ông ngoại, mà ông ngoại vắng nó chút xíu cũng thương. Tôi đi đâu khoảng chừng tiếng hai tiếng không thấy, bắt đầu nó hỏi mở út nó. Lắm lúc nó nói tôi cũng muốn rớt nước mắt. Thì cũng có suy nghĩ nếu mà sau này mà lỡ mà tôi cũng theo bà ngoại nó thì không biết mà cậu nó có còn thương như bây giờ hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cậu nó mợ nó cũng vẫn thương. Tôi giá trời Phật đừng cho nó mạnh giỏi suốt, đừng có bệnh tật, có cái gì để theo là trong cái sức khỏe của nó. Đầu tiên là đi cổng đó mà, sau thì ấp thấy vậy thì mới xin cho được chiếc xe đạp, bà chở đi, đẩy đi chứ cũng không biết chạy. Đó, một thời gian cũng được 4-5 năm, thì cái chuyện bệnh của cháu nó càng ngày trầm trọng thì ở địa phương cũng có giúp đỡ và đưa cho cháu đến bệnh viện để phẫu thuật. Thì sau khi phẫu thuật thì một trong vài tháng thì bà lên mất, thì hoàn cảnh cháu càng gặp khó khăn hơn. Thì mai gặp được người bạn của cháu á, là đưa rước thường xuyên. Rồi đến một thời gian là đến lớp 10 thì bạn cũng vẫn còn đưa rước. Thì khi mà chân cháu hoàn thành nó bớt đau rồi á, thì ông ngoại á, mới mua được cho cháu chiếc xe đạp điện. Thì cũng có ngày cháu khỏe thì cháu đi bằng xe đạp điện, còn nếu mà cháu không khỏe thì bạn cũng đưa rước gì á. Phải cắt bỏ phần chân đau, việc đi lại tuy có phần bất tiện nhưng Nhóc vẫn thấy thoải mái hơn trước. Tuy nhiên với chứng bệnh được chẩn đoán là ung thư xương thì trong nhà không ai biết chắc được bệnh của em đã hết hẳn hay chưa, hay vẫn còn âm thầm tiến triển trong cơ thể của Nhóc. Quan sát những biểu hiện ra bên ngoài cơ thể, ông ngoại của em chỉ biết rằng sức khỏe của cháu mình không thật tốt. Nhưng ông chưa dám đưa em đi tái khám, một phần vì kinh tế gia đình eo hẹp, một phần vì ông lo sợ lại phải nhận thêm tin chẳng lành. Sức khỏe không tốt, cơ thể không lành lặn. Bù lại, em Lê Văn Nhóc có một nghị lực sống rất lớn. Em bỏ qua hết những ánh mắt của vài bạn bè trong trường để đi học một cách đều đặn. Lấy tình thương của ông bà ngoại và những người thân trong gia đình làm động lực phấn đấu. Em cố gắng đi học để thực hiện lời dạy của bà ngoại trước khi mất, và cũng để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Hồi đó ngoại và con bị gì phải ráng học để sau này có tương lai. Con mơ ước là sau này con làm bác sĩ. Tại vì bà con bệnh tim nó thấy gì con cố gắng học bác sĩ để chữa mấy người bệnh tim gì.
Hình ảnh của một cậu bé 15 tuổi với chiếc chân giả chắc hẳn khiến nhiều người ái ngại, thương cho em. Còn với nhóc, đó là sự may mắn vì em được thoát khỏi những cơn đau do bệnh tật hành hạ mình. Em Lê Văn Nhóc này đang sống cùng với ông ngoại. Thì em cũng bị bệnh rất là nhiều cho nên là hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Thì trong thời gian qua thì về chính quyền địa phương cũng có các cái chương trình để vận động hỗ trợ cho em. Tuy nhiên thì về địa phương thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Do đó thì cũng xin kêu gọi các mạnh thường quân có thể giúp cho em để mà em có điều kiện để mà điều trị bệnh của em. Mơ ước của em là trở thành bác sĩ, không phải là để trị cho những đứa trẻ mắc căn bệnh như mình, mà để trị bệnh tim, căn bệnh đã đột ngột cướp đi cuộc sống của bà ngoại em. Điều đó cho thấy sự ra đi của bà ngoại để lại khoảng trống quá lớn trong lòng của nhóc. Mong rằng căn bệnh ung thư xương đã dừng lại trong phần chân đã mất, không còn âm ỉ trong cơ thể của em nữa, để cậu học trò Lê Văn Nhóc có thể thực hiện được ước mơ của mình một cách trọn vẹn nhất. Quý khán giả thân mến, qua những hình ảnh về em Lê Văn Nhóc trong chương trình hôm nay, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm đồng cảm giúp cho em khỏe mạnh, giúp em có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình. Mọi đóng góp giúp đỡ cho em Lê Văn Nhóc ở ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, địa chỉ số 3, đường Võ Công Tùng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723-822-529. Thưa quý khán giả, em Nguyễn Thị Trúc Mai là học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Thống Nhất ở thành phố Tân An. Em được phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim đột ngột, cần có số tiền khá lớn để tiến hành phẫu thuật thì mới mong thoát khỏi cảnh sống lúc nào cũng lo sợ nhịp tim bị tăng bất thường, đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, do cha mẹ làm thợ hồ nên số tiền 70 triệu đồng để trị bệnh chỉ là điều mơ ước. Sau khi chương trình phát sóng, hoàn cảnh của em đã nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm sau đây. Danh sách ủng hộ em Nguyễn Thị Trúc Mai, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Úc An điện máy thu ngân 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân 700.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trương Văn Quang, Trương Văn Tiền, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 1 triệu đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử 500.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng, gia đình Hồng Nẩm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm 200.000 đồng, Ni Sư An Quệ 50.000 đồng, Nguyễn Thị Hai 200.000 đồng, nhóm từ thiện Cô Tư Lại Tầm Du 200.000 đồng, bà Bùi Thị Lý 200.000 đồng, bé Nguyễn Quỳnh Ngọc Tâm 100.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Trần Văn Tị 200.000 đồng, năm bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng, Tạp Quá Hồng Đào 100.000 đồng, Ánh Hồng 100.000 đồng, Thiếm Chính Nhẫn 50.000 đồng, Anh Hùng Bình Tâm 50.000 đồng, Anh Bảy Bạn Xem Đài Cần Chuột 150.000 đồng, nhóm từ thiện ngân hàng Sacombank Long An 20kg gạo, Trần Trang Tám nhà máy xe xác Lạc Thành Bến Nước 200.000 đồng, gia đình Khoa Dung Khôi 300.000 đồng, đại lý gạo Công Thành 300.000 đồng, Lâm Anh Chợ Trạm 500.000 đồng, Trọng Đức Chợ Trạm 200.000 đồng, nhóm từ thiện chợ cái nước mặn Long Hữu Đông 1.100.000 đồng, nhóm từ thiện chợ Phường 6 300.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 400.000 đồng, Sư Minh Quệ 100.000 đồng, Minh Khánh Thiện Chơn 100.000 đồng, Quỳnh Tuấn Quà 50.000 đồng, bé Hoài Anh 100.000 đồng, Bùi Đức Danh 50.000 đồng, Lê Công Tâm 100.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh, Gia Khang 300.000 đồng, Quang Phúc Thúy Hơn 100.000 đồng, Tân Tú 100.000 đồng, Tuyết Úc 200.000 đồng, Lan Bạch 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt 200.000 đồng, Trần Ngọc Tới 100.000 đồng, cô Trần Bạch Yến 50.000 đồng, Thiên Ân Triết Khang 150.000 đồng, thùng từ thiện chợ Rạch Kiến 500.000 đồng, gia đình anh Ngọc 250.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga và ông quá cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, Trần Thị Thu Hà 200.000 đồng, gia đình anh Dũng 500.000 đồng, Thúy Thanh Quang Minh 100.000 đồng, bạn xem đài phường 5 100.000 đồng, anh Đông công ty Đại Dương 2 triệu đồng,
Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, Chanh Cường Quy 100.000 đồng, Bi Cha Thanh Sang, Thanh Tùng, Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân 100.000 đồng, Ga Thùy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đà Quang Vinh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Tỉnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng. Nhóm cô chính huyện cầu Úc Diệu Hạnh, Úc Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng Tám Nét, Úc Tịch, Dũng Ngoan, Bé Ti, Cậu Nhi, Bảy Dê 500.000 đồng, Nguyễn Thị Mỹ Dung 200.000 đồng, Quệ Đức, Mỹ Qua, Quệ Hiếu 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý 100.000 đồng, Nguyễn Cao Ngân Bình, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị 250.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 300.000 đồng, Lê Thị Kim Cúc 100.000 đồng, Mèo Mập 50.000 đồng, Chú Tám Hé 100.000 đồng, Tập thể công nhân tổ 2S2 Rọc Đăng công ty Chinh Lu 500.000 đồng, Bà Trần Thị Được 200.000 đồng, Chú Sáu Chánh 100.000 đồng, Anh Bảy Hải ấp 2 Thạnh Quà 200.000 đồng, Gia đình Sơn Hằng 200.000 đồng, Bạn xem đài khu đô thị Lợi Bệnh Nhân 100.000 đồng, Phượng Đồ Chai 250.000 đồng, Bà Út Lưới Bén chợ Tân Trụ 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Hiền 200.000 đồng, Hồ Phát Đạt 100.000 đồng, Gia đình chị Tư 500.000 đồng, Cha Bé Ý Bé Đào 100.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Trịnh Hữu Đức 100.000 đồng, Con Cháu Thím Chính Nhẫn 1 triệu đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiệu Thị Bé, Đăng Khoa 500.000 đồng, Ba Hưng, Tư Phương, Chị Sáu 200.000 đồng. Nhóm từ thiện Chị Mười Nên 3.100.000 đồng, Quán Quỳnh Qua Tủ 500.000 đồng, Ngọc Anh 100.000 đồng, Trần Hùng Dũng 100.000 đồng, Chị Lan Anh, Sanh Kê, Quyên Chọn, Hằng Anh Lai, Anh Phước Tư Hừng, Ngân Thịnh Duy Linh, Chị Mai, Anh Minh, Bé Mơ, Chị Hạnh, Bình 750.000 đồng, Cúc Tàu Hủ, Yến Đồ Chai 200.000 đồng, Đức Phương Sửa Xe Quân, Sửa Xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, Gia Đình Đoàn Thanh Cảnh 200.000 đồng, Tổ Phật Tử ấp Bình Điện 800.000 đồng, Mắt Kính Tân An 200.000 đồng, Quỳnh Chăn Lập 250.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, Kim Quê Úc Đức Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Giang Vinh 50.000 đồng, Bà Sáu Nhượng 200.000 đồng, Chị Tuyết AC2 NK7679 200.000 đồng, Phật Tử Quá Cố Thiện Phương 200.000 đồng, Ni Sư Tắc Đức 100.000 đồng, Nguyễn Anh Thoại 100.000 đồng, Gia Đình Ông Nguyễn Mạnh Tường 200.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hàng Thoa 200.000 đồng, Loan Thủy Sản 200.000 đồng, Nhân Nguyện 50.000 đồng, Võ Kim Châu 500.000 đồng, Tiệm Hữu Lợi, Tiệm Hoài An 100.000 đồng, Anh Sõn Rau Cải Đà Lạt, Chợ Cũ Tân An 200.000 đồng, Chị Nữ Rau Cải Chợ Tân Thạnh 200.000 đồng, Mẹ Quốc Tịnh 200.000 đồng, Thúy Hàng Bán Khô Chợ Tân Thạnh 100.000 đồng, Chú Thím Ba Lăng, Bé Si Gem, Bé Bon, Ngọc Quyền 500.000 đồng, Tiệm Chàng Kim Tuyền 500.000 đồng, Lê Thị Nhung và Tập thể Công nhân GS Vina 100.000 đồng, Đặng Minh Sơn 300.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Hữu Nghĩa, Thành Lộc, Minh Trạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, bà Thái Thị Tiếu và bảy bé gồm Đông Bi, Khôi, Anh Khải, Thịnh Long, ấp Nam Phước Đông, Cần Đước 400.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài, xã Phước Lại 5 triệu đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Long Hiệp 1.700.000 đồng, Gia Đình Sáu Nhỏ và bé Quỳnh Anh 200.000 đồng, Nguyễn Văn Nhuận 500.000 đồng, Mai Lệ Xuân 100.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân 100.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu 100.000 đồng, Gia Đình Lý Minh 1 triệu đồng, Tập thể Công nhân Công ty Mai Đăng Khoa 500.000 đồng, Võ Văn Tâm 500.000 đồng, Gia Đình cô Nguyễn Kim Liên ô tô Quyện 3 triệu đồng, Nguyễn Thị Kiều phụ tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng, Bà Năm cô Thích cô Út Nháy cô Thu 200.000 đồng, Hai bé quận 12 100.000 đồng, bà Lê Thị Trầu 100.000 đồng, Hai bé Chí Thiện Minh Khuê 100.000 đồng, Thảo Trang Thanh Trà Nguyên Chương 75.000 đồng, Kim Thoa 50.000 đồng, Gia Đình Hoàng Kim 100.000 đồng, Tiệm Chàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, Thu Xuân 50.000 đồng, Trần Thị Hồng Dân 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi 100.000 đồng, Anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng, Hiệu Dài Dự Dự 500.000 đồng, Gia Đình Anh Nguyễn Hữu Quà 100.000 đồng, tổng cộng 36.100.000 đồng và 20 kg gạo. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã cùng chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An đồng hành sẻ chia với những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần này đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 19:45 thứ tư tuần sau.